Đây là Audi Q8. Và nếu như trước đây anh em muốn sở hữu một chiếc xe như này lăn bánh từ chính hãng ra, sẽ giao đâu đó vào khoảng hơn 6 tỷ. Đây hiện tại ngay bây giờ nhá, em chỉ vừa đầu ra đâu đó hơn 3 tỷ thôi, em đã sở hữu một chiếc xe Audi Q8 sản xuất 2020, cực kỳ mới, cực kỳ đẹp. Và đương nhiên khi mà nhắc đến nhãn hiệu Audi, chúng ta không thể bỏ qua được đó là các tính năng công nghệ mà nó mang lại. Trước tiên nó là phần công nghệ về đèn, đèn Magic LED, trang bị cực sáng, chiếu sáng theo góc lái. Và chưa kể đó là nhận dạng vật thể nữa. Có thể bỏ qua được tất cả những vật thể, vật cản khi mà chúng ta bật đèn pha. Q8 gần như là mẫu SUV lớn nhất của nhà Audi. Em có thể thấy là phần trục chiều dài cơ sở lên tới 5m, phần ngang của nó là lên tới 2m. Chưa kể chúng ta bổ sung thêm gói nội ngoại thất S-Line, tăng lên tính sang trọng của chiếc xe và cực kỳ thể thao. Và tất nhiên SUV nó sẽ phải được trang bị là bộ mâm 21 inch đa chấu phay cực kỳ lớn, cùng với cả bộ lốp theo xe vẫn còn rất là mới. Kế bên ta sẽ là gương chỉnh điện đã có tích hợp LED bò rẽ trên gương này, cam 360, gương chống chói chủ động nhé. Đây em nhìn qua phần trục chiều dài cơ sở, trang bị rất là nhiều các đường cong gọi là uốn lượn. Đến phần đuôi xe em thể thấy là cặp đèn full LED chạy dài này, biểu tượng Q8, 55 TFSI quattro, bốn bánh toàn thời gian. Cốp thì là cốp chỉnh điện, khoang cốp cực kỳ lớn, đây đã có lót Q8 này theo xe luôn. Mình sẽ mở phần dưới cốp cho anh em xem. Dưới đây chúng ta sẽ có lốp theo xe vẫn còn rất mới, chưa cả hạ luôn, chưa chạm gầm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nội thất của chiếc xe nhá. À và trước tiên khi đến với phần nội thất xe, em để thấy nhá, mình mở cửa ra này, ta sẽ thấy đầu tiên đó là bậc điện, tiếp đó sẽ logo biểu tượng của Audi ngay dưới chân chúng ta thôi. Và đẹp nhất đó chính là cửa kính không viền Sportline. Và đương nhiên rồi, chắc chắn là không thể thiếu được cửa hít. Em thể thấy, khi mà bước vào nội thất, nó có thể thấy được là một bầu trời công nghệ trong chiếc xe này. Audi Q8 sản xuất 2020, đăng ký lần đầu 2021, cực kỳ mới, đi cực ít thôi. Quá nhiều tính năng công nghệ trên chiếc xe này, vô lăng đa chấu, ba chấu này, bọc da này, có sưởi sấy làm mát, biểu tượng của S-Line. Kế bên chúng ta sẽ có màn cảm ứng. Màn cảm ứng ở đây là gì? Ta đã được các chức năng vật lý đã được thay thế hoàn toàn rồi. Đây hai màn cảm ứng rất là lớn, màn cảm ứng chạm 3D touch, các điều hướng này, làm mát ghế, sưởi sấy ghế, để nổ start stop, nút chỉnh volume thì rất là hợp lý thôi. Ta sẽ có điều chỉnh cam, cần số đặc trưng của Audi, phanh tắc điện tử, đi stop, hốc để đồ nữa. Trong này mình đang để sẵn một chiếc điện thoại, có hai cổng Type C và một đầu tẩu. Kế đây chúng ta sẽ có là hốc để khóa nhá, dành riêng cho một chiếc chìa khóa của chúng ta thôi. Tẩu và hai hốc để cốc. Em để thấy phần táp lô này, da rẻ vẫn là rất là căng bóng luôn. Gương thì là gương không viền, cực kỳ đẹp. Trên này đèn cảm ứng này. Dưới đây thì dưới táp lô nhá, ta sẽ có là một phần ốp gỗ cực kỳ sang, ốp gỗ đen. Chưa kể là biểu tượng quattro được nhấn mạnh ở đây nữa. Cốp phụ này, quá nhiều đồ để anh em để luôn. Tiếp đó chúng ta sẽ được trang bị hệ thống giải trí loa, đó là loa Bang & Olufsen, nghe rất là đã trên một chiếc xe này luôn. Hệ thống high-end mang lại cho chúng ta một cảm giác như đang hát live thực thụ vậy. Chưa kể khi mà chúng ta xuống màn đêm tối nhá, nội thất của chúng ta sẽ được tô điểm bởi các giải đèn LED cực kỳ sáng, cực kỳ đẹp. Đó, điểm qua như thế vậy. Em thiếu sao? Trên đầu chúng ta nữa còn có cả đó là cửa sổ trời cỡ lớn. Và đó là hàng ghế trước, còn đến hàng ghế sau thì sao? Ui dồi, mạnh quá, quên mất là cửa có cửa hít. Đây em thể thấy là vị trí ngồi cực kỳ rộng rãi luôn, quá rộng. Em nhìn đầu anh này, chắc phải vừa thêm một cái đầu nữa, mình quá thích rồi. Tiếp đó nhá, em nhìn thấy này, trên cái cột này chúng ta có rất nhiều chức năng, móc treo đồ, có cả túi khí này, điều hòa này, biểu tượng loa Bang & Olufsen. Đây là bát của nó. Thì thấy là chạy LED chạy dài này, chúng ta vẫn sẽ có là gì, gạt tàn như bao đời khác. Đây khoảng ghế ngồi rộng rãi thoải mái, da thì rất là căng. Đây anh nhìn da rất là mới nhá. Bệ đi tay lại tối giản, cái này là mình không đánh giá cao lắm, bé quá. Đây bỏ qua bên đây đi, chúng ta sẽ đến với phần điều hòa. Và chúng ta sẽ được điều hòa đa vùng ở dưới này, và có màn hiển thị LED nhá, cảm ứng nhá, rất là nhạy luôn. Đây auto on off vô tư này,
Điểm qua thì mình thấy là một khoang ghế ngồi mang đến như cảm giác là rất là thương gia. Chưa kể là chúng ta có cửa sổ đôi ở đây, nhìn rất là không gian thoáng đãng hơn rất nhiều. Đó. Em đánh giá thế nào? Còn mình ý, thì mình đánh giá là với một mức giá chỉ hơn 3 tỷ đồng thôi đã sở hữu một chiếc xe như thế này. Đó là rất là ưng đấy. Và đó là chúng ta vừa điểm qua một số thông tin cơ bản của chiếc Audi Q8 sản xuất 2020 đăng ký lần đầu 2021. Odo thì cực ít, còn cái giá hơn 3 tỷ thì sao? Em quan tâm nhá, có thể qua ngay địa chỉ Odo Giao Huy số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội và liên lạc ngay nếu anh em muốn biết về giá. Số điện thoại mình để ngay dưới màn hình nhá. Em gọi ngay cho mình để mình tư vấn trực tiếp, và cụ thể hơn thì anh em có thể qua ngay địa chỉ đấy để tham khảo và lái thử chiếc xe. Cùng thì xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.